Và mặt che thắt lưng này phù hợp dành cho cả nam và nữ. Nhìn nó không quá hầm hố mà nhìn nó cũng không quá là mỏng manh, mà nó mang một cái tư thế là rất là vừa phải và uyển chuyển, nó hài hòa, nó tinh tế. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp bao giờ cũng là sự tinh tế là hàng đầu, tinh tế về độ hoàn thiện, hoàn mỹ. Cái đẹp này mà đi vào tiệc, đi vào những sân khấu, đi vào những nơi mà có ánh đèn nữa thì cái kim cương kết hợp với độ bóng của hội vàng chuẩn vàng y đúc ra này nó sẽ chiếu vô cùng luôn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay vô cùng đặc biệt, vô cùng bất ngờ khi được trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách một siêu phẩm. Siêu phẩm này chắc chắn rằng Kỳ Lân cam kết ai xem clip này của Kỳ Lân, xem sản phẩm này của Kỳ Lân chắc chắn sẽ đánh giá rất cao về sản phẩm mà Kỳ Lân đang giới thiệu. Em cầm lên để em camera cận cảnh chi tiết giùm anh. Đây là một cái mặt dây thắt lưng được thiết kế họa tiết theo hãng Patek Philippe, một hãng nổi tiếng lưng danh số 1 thế giới về đồng hồ cao cấp xa xỉ. Và cấu tạo để tạo nên cái mặt dây thắt lưng, mặt dây địch Patek Philippe này là vàng y đúc ra AU750 và đính trên là những viên kim cương thiên nhiên tuyển chọn, lấy ý tưởng, lấy cảm hứng từ cái logo của Patek Philippe. Kỳ Lân đã chế tác ra một cái mặt dây thắt lưng vô cùng độc đáo, vô cùng hấp dẫn và đặc biệt rất là sang trọng. Không phải nói về ý tưởng từ cái logo của một thương hiệu đình đám, mà đây là thể hiện sự tinh tế, đẳng cấp. Vì thiết kế này hình tròn và bên trong là những cái họa tiết rất là đẹp. Và mặt dây thắt lưng này phù hợp dành cho cả nam và nữ. Nếu như size nam thì mình làm size to hơn, và nữ mình làm size nhỏ hơn. Hoặc nếu như tùy vào thân hình của mỗi người, tùy vào thân hình của mỗi khách mà mình có thể chọn size cho mặt dây thắt lưng này. Và cụ thể Kỳ Lân sẽ đo cái mặt dây thắt lưng hiện tại mà Kỳ Lân đang review. Đường kính là 51,5. Đường kính chiều dài mặt 51,5 và 55. Mặt dây thắt lưng này thì phù hợp hầu như là đa số tất cả mọi người luôn. Như thân hình của Kỳ Lân đeo vẫn hợp, và nếu như thân hình to hơn đeo vẫn hợp, và nếu như thân hình nhỏ hơn đeo vẫn hợp. Bởi vì nhìn nó không quá hầm hố mà nhìn nó cũng không quá là mỏng manh, mà nó mang một cái tư thế là rất là vừa phải và uyển chuyển, nó hài hòa, nó tinh tế. Một sản phẩm cao cấp, một sản phẩm đẳng cấp bao giờ cũng là sự tinh tế là hàng đầu, tinh tế về độ hoàn thiện, hoàn mỹ. Và bây giờ camera hãy cận cảnh để xem mặt bên trong một sản phẩm cao cấp thì nó phải chất lượng từ vàng. Vàng là vàng y 4 số đúc ra công nghệ chuẩn, nén chuẩn châu Âu, là vàng hội chuẩn. Hội chuẩn thì màu không bao giờ thay đổi. Và thứ hai là công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn nên vàng không bị bọt. Và đây là vàng hồng rogol. Nếu quý khách muốn vàng trắng, hoặc quý khách thích vàng chanh hoặc vàng vàng, thì Kỳ Lân sẽ đáp ứng y như yêu cầu. Và hiện tại xu hướng bây giờ thì mang phong cách từ châu Âu về, thì bắt đầu thị trường mình bắt đầu chuộng vàng hồng, và vàng hồng trở nên đang lên ngôi rất là đẹp. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ thử thay cái dây mà Kỳ Lân đang đeo. Dây Kỳ Lân đang đeo, mặt Kỳ Lân đang đeo, cái Kỳ Lân đang sử dụng là mặt logo Vương Miện. Và xin mời quý khách theo Kỳ Lân để mà chọn những cái dây phù hợp với cái mặt này nha. Hiện tại thì dây hai mặt cá sấu có, mỗi mặt là mỗi màu bằng chất liệu da cá sấu nhập. Dây cá sấu màu đen có,
và bên trong mặt kia là mặt cá mập, da cá mập có. Và mặt cá sấu màu rất là sang. Và mặt còn lại là da cá mập. Bây giờ Kỳ Lân muốn nổi bật một chút, Kỳ Lân sử dụng cái mặt màu xanh này, ở ngoài có nhũ bột vàng. Hoặc là nếu như để mà hài hòa lại với bộ đồ này thì Kỳ Lân sẽ lạc lại thì bên trong là màu xanh đen cũng được. Bây giờ mình thử từng màu nha. Cái mặt dây thắt lưng này sử dụng rất là đơn giản luôn. Một mặt là nổi lên kim cương và họa tiết của logo. Một đầu là chốt cài, một đầu là khung giữ cho cái mặt dây thắt lưng không bị xéo. Rồi bây giờ bắt đầu nè, thì Lan sẽ xỏ vào. Thì mình sẽ xỏ cái mặt vô cái khung mà giữ dây để không bị xéo, không bị thay đổi vị trí á. Hoặc là giống như là cố định vị trí cái dây nằm trong khung khổ này á. Rồi mình sẽ xỏ vào đây. Rồi như thế là mình lắp mặt như được xong, rất là nhanh gọn. Việc còn lại là chúng ta chỉ việc xỏ. Và xỏ cái đầu lại vào đây. Rất là đẹp. Rất là ngầu, rất là sang. Và đặc biệt á, cái đẹp này mà đi vào tiệc, đi vào những sân khấu, đi vào những nơi mà có ánh đèn nữa thì cây kim cương kết hợp với độ bóng của hội vàng chuẩn vàng y đúc ra này nó sẽ chiếu vô cùng luôn. Đặc biệt là càng tối hoặc là có ánh đèn lấp lánh vào một cái thì nó chiếu ôi thôi rồi, khỏi nói luôn. Bởi vì tất cả những viên kim cương này Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một, không phải là cứ kim cương là đưa vào, mà phải ngồi phải tuyển chọn từng viên một có độ đẹp giống nhau, có kích thước như nhau, trong vành, và nó phải không bị lỗi. Những viên đẹp nhất, tinh hoa nhất Kỳ Lân mới đưa vào, bởi vì Kỳ Lân sản xuất những sản phẩm theo tiêu chí Luxury Kỳ Lân. Và những tiêu chí Luxury Kỳ Lân là những tinh hoa đúc kết từ tất cả những hãng lớn trên thế giới, những hãng lớn đứng đầu trên thế giới, cộng với kinh nghiệm và ý kiến từ tất cả khách hàng, Kỳ Lân đúc kết lại thành tinh hoa riêng và tiêu chí tiêu chuẩn Luxury Kỳ Lân của Kỳ Lân Luxury. Rồi bây giờ mình sẽ lặt lại cái dây thử màu đen ha. Màu xanh thì nổi quá, màu xanh này thì có thể nữ vẫn dùng được, nam vẫn dùng được. Ví dụ như Kỳ Lân đang dùng dây thắt lưng này, màu này thì Kỳ Lân phải đi với cái túi này là một bộ. Túi này thì cái ví gọi là ví cầm tay dài thôi. Để mà nam tính thì mình cắt cọng dây này đi, cầm vậy thôi, rất là hợp. Hoặc là có thể mình đeo lên. Cái dây này có thể tăng chỉnh được luôn nha. Và Kỳ Lân tiến hành tháo ra. Đơn giản lắm, chỉ việc là tháo cái đầu còn lại ra thôi. Đây, xong mình lật ngược lại như vậy. Lật ngược lại như vậy. Chắc chắn rằng là quý khách sẽ thắc mắc, nếu như đeo mà lật lại như vậy thì cái đầu còn lại nó sẽ bị dinh ra đúng không? Dính đây nè. Nhưng mà tất cả, hầu như đa số những mặt dây thắt lưng Kỳ Lân đang sử dụng, đang giao lưu với khách hàng, với quý khách thì hầu như đa số là Kỳ Lân cho cái đầu còn lại xỏ vào trong hết. Dinh nè. Nếu là xỏ ra ngoài sẽ chắc chắn dinh. Mình xỏ vào trong. Đây, ok. Quá đẹp. Quá xuất sắc. Hoàn hảo luôn. Rồi,
Bây giờ Kỳ Lân sẽ thử một giày khác. Màu đen đi ha, màu đen cho nó đúng đen thuần luôn. Màu này là đen nhưng mà đen xanh, xanh đen. Thay giày cực kỳ dễ luôn. Đây giày màu đen này nhưng mà giày này thì dài quá. Kỳ Lân mang không vừa. Nhưng mà thôi Kỳ Lân cứ rá vào để khách xem. Mình nhìn thôi ha. Xỏ vô. Một mặt này là màu đô da cá mập. Và Kỳ Lân dùng da cá sấu trước cho phù hợp với bộ đồ. Màu đen rất là men. Vàng y AU750 kim cương thiên nhiên, nhưng mà là kim cương tuyển chọn từng viên một, những viên đẹp nhất và tiêu chí chuẩn nhất của Luxury Kỳ Lân là mỗi viên kim cương phải có độ đẹp như nhau và không bị lỗi và đồng nhất với nhau. Đó là sản phẩm cao cấp, tiêu chí nó phải như vậy chứ không phải lượm lặt đại mà đưa vào. Luxury đẳng cấp là những gì tinh hoa tinh tế nhất, những gì mà hoàn thiện nhất. Kỳ Lân muốn qua clip này để quý khách xem và hiểu được là việc thay mặt cho thắt lưng này, thay dây cho mặt thắt lưng này cực kỳ đơn giản và dễ thao tác. Trong vòng có mấy giây thôi là được rồi. Đây, cái đầu mà mình hay dùng là màu đen và đầu xỏ ngược lại nó sẽ bị dinh ra, nhưng mà mình thiết kế đeo được hai mặt bởi vì cái đầu dư còn lại xỏ vào trong. Ô, màu này cũng nổi nha, màu này hợp nha, được mà. Giữa bộ đồ màu đen thì cái dây màu đô này nổ tôn lên nguyên một cây đồ đen và cây mặt dây màu đô và cái mặt bằng vàng y đúc ra AU750 kim cương thiên nhiên tuyển chọn đẹp nhất, nổi nhất đêm nay, nổi nhất hôm nay và nổi nhất trong số đông. Vâng, và tạm thời qua clip này thì Kỳ Lân chỉ review vài cái mặt dây như vậy thôi, còn rất nhiều mặt dây khác. Đây, màu này cũng đẹp nè, màu này cũng đẹp nè, màu này cũng đẹp, hoặc là màu cá mập, màu này cũng đẹp, màu này càng đẹp, hoặc là màu cá mập màu xám khói cũng đẹp, hoặc là quý khách muốn những cái màu khác lạ mà đúng ý mình luôn, theo yêu cầu của mình luôn, chọn da trước luôn để thực hiện thành phẩm như vậy luôn, thì đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để chọn những con da đã hoàn thiện thuộc nhập khẩu từ các công ty chuyên thuộc da lớn trên toàn thế giới. Mà những công ty chuyên thuộc da này là chuyên thuộc cho những công ty lớn như là LV hoặc là Hermès. Và những con cá sấu này được nuôi tại vùng Amazon theo tiêu chuẩn công nghệ là mỗi con là mỗi chuồng, và đặc biệt là phải đủ thời hạn, thời gian mới được khai thác. Và tiêu chí khai thác ở bên các nước ngoài rất là nghiêm. Mình sẽ soi bằng máy. Muốn biết đẹp hay xấu, mắt thường nhìn chưa chắc là hoàn hảo 100%, nhưng mình nhờ công cụ hỗ trợ để mình soi. Đây, camera cận cảnh. Quá đẹp. Kỹ thuật, sự đẳng cấp, tất cả sự tinh hoa của một đơn vị Luxury Kỳ Lân là hơn ở chỗ tất cả sản phẩm làm theo tiêu chí, tiêu chuẩn công nghệ rất cao, rất là cao. Về vàng thì công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn rồi, mà đặc biệt là cái chỗ mà chia ổ chấu đến hộp với kỹ thuật rất là giỏi và chuyên nghiệp, và chấu hột đi rất đều và rất tròn, cực kỳ tròn luôn, và đính hột cực kỳ chuẩn, nhận hột cực kỳ chuẩn, đảm bảo là tỷ lệ hầu như rất hột gần như là bằng không luôn. Rồi mình sẽ cùng nhau xem ở chất vàng. Trên vàng thì cũng có logo Kỳ Lân Luxury. Đây là logo Kỳ Lân Luxury đóng và chứng nhận là vàng AU750, có rất rõ trên mọc nha. Đối với nữ trang hay trang sức hay đồ chế tác, thường là
quen, mình bị quen là mình nhìn thấy bề ngoài đẹp hay xấu thôi. Nhưng mà đồ cao cấp nó không phải vậy. Đồ cao cấp bề ngoài nó đẹp là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái chất lượng nó phải rất là cao, cũng như là sự tinh tế, hoàn mỹ, hoàn thiện nó cực kỳ chuẩn luôn. Đó thì mình nhìn kể cả mặt trong mà cái đính hộp mà nó tròn, nó đều mà nó đẹp, mà chắc vàng bên trong nó đẹp như bên ngoài, bên trong mà nó đẹp như vậy luôn, trong ngoài đẹp như nhau. Đó là đồ cao cấp. Và mình dùng những máy móc chuyên nghiệp để hỗ trợ cho kinh nghiệm của mình và đúc kết lại kết quả. Đồng thời, đã là vàng và kim cương thì mình phải đi giám định. Thì giám định ở những trung tâm mà họ có chức năng, có thuộc là đơn vị giám định, kiểm định, và họ được cấp phép và họ có cấp giấy chứng nhận cho sản phẩm họ giám định. Đích thân Kỳ Lăng đem những sản phẩm Kỳ Lăng đã hoàn thiện đến những trung tâm đó. Mặc dù kinh nghiệm của mình và đội ngũ chuyên nghiệp của mình rồi, nhưng Kỳ Lăng cần đến những đơn vị chuyên thẩm định. Thứ ba, họ có chức năng chuyên làm việc là thẩm định và cung cấp chứng nhận giấy tờ. Thì Kỳ Lăng sẽ đem qua đó, như là trung tâm BNG này, SGC này, Doji này, vân vân, để họ soi và họ phân tích, họ quan cổ. Và ngoài những trung tâm kiểm định Kỳ Lăng kể trên, thì Kỳ Lăng còn đến những nơi mà chuyên có máy quan phổ để quan phổ vàng. Nơi này, những nơi này là chuyên quan phổ vàng cho các cửa hàng vàng bạc lớn, các cửa hàng vàng bạc luôn trong nước. Cho an tâm tuyệt đối thì Kỳ Lăng sẽ làm luôn điều đó. Quan phổ là vàng gì, bao nhiêu phần trăm, và đi đến những trung tâm GSC, BNG, Doji để mà soi kim cương, soi lại vàng lần nữa, và họ chụp hình sản phẩm này, in lên giấy kiểm định và họ đóng mộc cho mình luôn. Nên tuyệt đối yên tâm quý khách nha. Rồi, như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thời gian sắp tới. Kỳ Lăng trân trọng cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.